Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 1 học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra giữa kỳ số 4. Phần 1 nhỏ, đọc thành tiếng, 3 điểm. Với phần 1 nhỏ đọc thành tiếng thì các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc Bạn của gió. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe nội dung của bài đọc như sau. Bạn của gió. Ai là bạn gió mà gió đi tìm, bay theo cánh chim, lùa trong tán lá. Gió nhớ bạn quá nên gõ cửa hoài, đẩy sóng dâng cao, thổi căng buồm lớn. Khi gió đi vắng, lá buồn lặng im, vắng cả cánh chim, chẳng ai gõ cửa. Bài đọc theo tác giả Ngân Hà. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Bạn của gió. Các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc này theo mẫu mà cô vừa đọc cho các em nghe. Khi đọc, các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy và chú ý ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập của phần 2 nhỏ. Đọc và trả lời câu hỏi, 2 điểm. Với phần 2 nhỏ này thì các em sẽ nghe cô đọc nội dung bài đọc Mẹ con cá chuối. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Mẹ con cá chuối. Đàn cá chuối con đói meo. Cá chuối mẹ thấy vậy, tìm đến gần tổ kiến, nằm im giả chết. Đàn kiến lửa tưởng có mồi ngon, liền bu vào cá chuối mẹ. Chờ kiến kéo đến thật đông, cá chuối mẹ nén cơn đau, quẫy đuôi, lấy đà rồi nhảy tùm xuống nước. Thấy vậy, đàn cá con lao tới đớp mồi. Thấy bầy con vui sướng, cá chuối mẹ quên hết đau đớn. Bài đọc theo tác giả Phó Đức An. Vừa rồi cô đã đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Mẹ con cá chuối. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Câu hỏi ý A. Đàn cá chuối con gặp phải chuyện gì? Với câu hỏi của ý A, các em sẽ dựa vào câu văn đầu tiên trong bài đọc. Đàn cá chuối con đói meo. Vậy với câu hỏi của ý A, đáp án đúng sẽ là đàn cá chuối con bị đói meo. Câu hỏi ý B. Cá chuối mẹ nằm im giả chết để làm gì? Với câu hỏi của ý B thì các em sẽ thấy ở trong nội dung bài đọc cá chuối mẹ đã nằm im giả chết để đàn kiến lửa tưởng là cá đã chết rồi và nhảy vào để ăn mồi ngon. Sau đó thì khi chờ đàn kiến kéo đến thật đông, cá chuối mẹ sẽ nén cơn đau, quẫy đuôi, lấy đà rồi nhảy xuống nước. Khi mà cá mẹ nhảy xuống nước thì đàn con sẽ có thể lao tới đớp những con kiến đã rơi xuống nước. Đây là đáp án đúng cho câu hỏi của ý B. Câu hỏi ý C. Khi thấy bầy con vui sướng, cá chuối mẹ đã làm gì? Với câu hỏi của ý C, các em sẽ dựa vào câu văn cuối cùng của bài đọc, đó là thấy bầy con vui sướng, cá chuối mẹ quên hết đau đớn. Như vậy, với câu hỏi của ý C, khi thấy bầy con vui sướng thì cá chuối mẹ đã quên hết đau đớn. Tiếp theo, các em sẽ quan sát câu hỏi của bài tập số 3. Em hãy viết 1 đến 2 câu về cá chuối mẹ trong câu chuyện trên, 1 điểm. Với câu hỏi của bài tập số 3 thì trước tiên dựa vào nội dung của bài đọc các em sẽ thấy cá chuối mẹ rất thông minh và nhanh trí khi đã nghĩ ra cách nằm im giả chết để có thể dụ đàn kiến lửa bu vào mình và sau đó thì nhảy xuống nước để đàn con có một bữa ăn. Và tiếp theo đó là cá chuối mẹ thì đã sẵn sàng hy sinh vì con. Khi bị kiến lửa đốt thì cá mẹ vẫn nén cơn đau. Và khi thấy bầy con được ăn vui sướng thì cá chuối mẹ cũng quên hết đau đớn. Vậy các em sẽ ghi
hai câu văn ở trong bài đọc dựa vào nội dung của bài đọc trong bài số 3 như sau. Các em quan sát hai câu văn như sau. Qua câu chuyện trên, em thấy cá chuối mẹ rất thông minh và nhanh trí để nghĩ cách giúp cho các con khỏi bị đói. Cá chuối mẹ cũng sẵn sàng hy sinh, chịu đau đớn vì con. Tiếp theo các em sẽ chuyển sang câu hỏi của bài tập số 4. Điền chữ nhờ hoặc chữ ngờ đơn vào chỗ trống, một điểm. Với bài tập số 4, các em sẽ quan sát một đoạn thơ, trong đó có các ô trống còn thiếu chữ nhờ hoặc chữ ngờ đơn. Các em sẽ quan sát và sau đó thì điền các chữ này vào trong phần ô trống sao cho tạo thành tiếng có nghĩa thích hợp ở trong câu thơ và tạo thành một đoạn thơ hoàn chỉnh. Trước tiên, các em thấy câu thơ đầu tiên có hai ô trống. Ô trống thứ nhất đằng sau có vần ao và dấu huyền. Ô trống thứ hai đằng sau có vần át và dấu nặng. Vậy, ở trong trường hợp này, chúng ta sẽ điền chữ ngờ đơn vào ô trống số 1 và ô trống thứ 2. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có từ ngào ngạt. Ô trống thứ 3, các em sẽ thấy đằng sau ô trống có vần âm. Vậy trong trường hợp này, các em sẽ điền chữ ngờ vào ô trống để chúng ta được tiếng ngâm. Và ô trống cuối cùng, các em thấy đằng sau ô trống có vần A và dấu huyền. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ điền chữ nhờ để được tiếng nhà. Sau khi điền xong các chữ vào chỗ trống thì chúng ta sẽ được một đoạn thơ hoàn chỉnh như sau. Có đầm ngào ngạt hoa sen, ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ. Dù đi xa thật là xa, chẳng đâu vui được như nhà của em. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 5. Nghe đọc truyện và trả lời câu hỏi, một điểm. Với bài tập số 5 thì các em sẽ nghe cô đọc nội dung của bài đọc Chiếc bút mới. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Chiếc bút mới. Giờ ra chơi, thấy Hà ngồi trong lớp buồn bã, cô giáo hỏi: "Em có chuyện gì phải không?" Hà ngước nhìn cô, nói: "Cô ơi, chiếc bút mới của em giống y bút của bạn Lan, sao chữ em vẫn không đẹp như chữ bạn ấy ạ?" Cô giáo mỉm cười và giải thích: "Muốn viết đẹp, em phải cầm bút đúng và kiên trì luyện tập. Mua bút giống bạn thì chữ em cũng không đẹp như chữ bạn được đâu." Bài đọc theo tác giả Hoàng Minh Ngọc. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Chiếc bút mới. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Bài tập yêu cầu khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Câu hỏi ý A: chiếc bút mới của Hà giống chiếc bút của ai? Đáp án A: giống bút của cô giáo. Đáp án B: giống bút của bạn Lan. Đáp án C: giống bút của em gái của Hà. Và đáp án D: giống bút của bạn Chi. Với câu hỏi của ý A thì các em sẽ dựa vào câu văn ở trong bài đọc như sau. Cô ơi, chiếc bút mới của em giống y bút của bạn Lan, sao chữ em vẫn không đẹp như chữ bạn ấy ạ? Như vậy, ở trong câu hỏi của ý A, chiếc bút mới của Hà giống như chiếc bút của bạn Lan, các em sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu hỏi của ý A. Câu hỏi ý B: vì sao bạn Hà buồn? Đáp án A: vì Hà bị đau chân nên không ra chơi. Đáp án B: vì chữ Hà không đẹp như chữ cô giáo. Đáp án C: vì chữ của Hà không đẹp như chữ Lan. Và đáp án D: vì nhà Hà có chuyện buồn.
Với câu hỏi của ý B thì dựa vào câu văn mà cô đã đọc cho các em trước đó, các em sẽ thấy rằng bạn Hà buồn bởi vì chiếc bút của bạn Hà giống chiếc bút của bạn Lan nhưng mà chữ thì không đẹp như chữ của bạn Lan. Vậy đáp án đúng trong câu hỏi của ý B đó là đáp án C. Bạn Hà buồn vì chữ của Hà không đẹp như chữ Lan. Các em sẽ khoanh tròn vào đáp án C trong câu hỏi của ý B. Đáp án C. Cô giáo khuyên Hà muốn viết đẹp thì phải làm gì? A. Cầm bút đúng. C. Chăm chỉ luyện tập. B. Cả A và C. Và D. Mua bút mới giống cô giáo. Trong câu hỏi của ý C thì các em sẽ dựa vào câu nói của cô giáo trong bài đọc như sau. Muốn viết đẹp, em phải cầm bút đúng và kiên trì luyện tập. Vậy thì trong câu hỏi của ý C, cô giáo khuyên Hà muốn viết đẹp thì cần phải cầm bút đúng và chăm chỉ luyện tập. Vậy ý đúng của chúng ta trong câu hỏi của ý C đó là đáp án B, cả A và C đều đúng. Tiếp theo câu hỏi của ý D. Mua bút giống người khác thì chữ em sẽ thế nào? Đáp án A, đẹp lên. Đáp án B, không đẹp lên. Đáp án C, học kém đi. Và đáp án D, cả A và C. Trong câu hỏi của ý D này thì dựa vào nội dung câu nói của cô giáo ở trong bài đọc, em sẽ thấy cô nói như sau. Mua bút giống bạn thì chữ em cũng không đẹp như chữ bạn được đâu. Vậy thì với ý D, mua bút giống chữ người khác thì chữ em sẽ không đẹp được lên. Các em sẽ khoanh tròn vào đáp án B trong câu hỏi của ý D. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 6, nghe viết 2 điểm. Với bài tập số 6 thì các em sẽ nghe cô đọc nội dung của đoạn văn ở phía bên dưới. Sau đó thì các em sẽ viết đoạn văn xuống phía dưới phần ô trống của vở bài tập. Trước tiên thì cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của đoạn văn như sau. Ở một nơi xa xôi, trong cánh rừng rậm cây cối sum suê, các con vật cùng chung sống với nhau. Mèo, voi, thỏ trắng, gà trống, chúng sống vui vẻ, gần gũi như người trong nhà. Như vậy thì cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của đoạn văn. Các em sẽ nghe nội dung cô đọc và quan sát đoạn văn ở trong vở bài tập. Sau đó thì viết xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết, các em sẽ chú ý viết thật nắn nót, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra giữa kỳ số 4. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Đề kiểm tra tiếng Việt 1, học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.